Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một địa điểm du lịch ở Nara có tên là Kawakami. À, đó là một ngôi làng cổ ở Nara ở phía nam của Nara với vẻ đẹp hoang sơ và tự nhiên. Thì trước khi đến làng cổ, chúng ta sẽ đi qua một địa điểm đó chính là Otaki Dam. Thì à, đây là một con đập thủy điện à, có chiều cao là 100m dài là 315 m. À có chức năng chính là để chống lũ lụt cho con sông Kinokawa. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào xem xung quanh của con đập thủy điện này là như thế nào nhé. đó là một vùng một con sông rất là yên tĩnh nè nha à, với nước thì rất là trong xanh không khí thì rất là tuyệt vời và thoải mái và đây là những người cộng sự của mình à, phía trước là một người dẫn đường còn phía sau là hai người bảo vệ hộ tống à, mình đi trên chiếc xe ô tô à, với ba người phụ nữ à, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào một con đường hầm ở Nhật có rất là nhiều đường hầm, đặc biệt là Nara. À, Nara chuyên chủ yếu là không có biển, chủ yếu là núi. À, và bây giờ lại cứ chạy, 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 chạy. Chúng ta vì chúng ta đang tiến đến Kawakami, à, thì à, địa điểm chính là Serinotaki là một con thác bây giờ lại là cái đường hầm nữa một cái đường hầm nữa nhé bây giờ chúng ta cứ tiến đến một con đường hầm và đây chính là kawakamimura à, các bạn có thể thấy đây là một cái bản đồ thu nhỏ của ngôi làng cổ và đây chính là con thác mà chúng ta muốn xem có tên là serenotaki thì con thác này rất là trong xanh và đẹp, uh, nó là một uh, vùng được uh, những người xưa uh, tôn thờ và bảo vệ. Uh, Tại những người mà họ, lúc xưa họ chủ yếu sinh hoạt bằng nước từ trên thác uh, chảy xuống, nên là họ rất là xem như họ đó là thích uh, bảo vệ cái này và nước thì hoàn toàn là chảy từ trên núi xuống luôn là thấy nước là sạch và mát các bạn có thể nhìn ngắm là chắc chắn là các bạn nước này chắc chắn là sẽ uống được tại vì lúc xưa là người dân sử dụng để sinh hoạt chính nước là trong xanh luôn và đây các bạn thấy là những đứa trẻ đang vui chơi ở con sông và bây giờ chúng ta về thôi bây <laughs> giờ trên đường về thì mình đi xe máy đây là trải nghiệm lần đầu được ngồi xe máy ở nhật À, với gọi là một cái tốc độ gió <laughs> Thôi, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé à, um, các bạn nhớ ủng hộ mình và lần sau mình sẽ làm những cái video tốt hơn nhé